Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử đồng chí Lê Khánh Hải. Đồng chí Lê Khánh Hải sinh ngày 27 tháng 5 năm 1966, giới tính nam, quê quán xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, dân tộc Kinh, ngày vào Đảng ngày 8 tháng 6 năm 1985, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn cử nhân chính trị, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đại biểu Quốc hội khóa 15. Tóm tắt quá trình công tác. Năm 1990 đến năm 2004, Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn hóa, doanh nghiệp loại 1 thuộc Bộ Văn hóa Thông tin. Năm 2005 đến năm 2007, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Năm 2008 đến năm 2010, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tháng 6 năm 2010 đến tháng 6 năm 2015, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 6 năm 2015 đến tháng 8 năm 2020, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 9 năm 2020 đến tháng 10 năm 2020, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 10 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Tháng 1 năm 2021 đến tháng 3 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Ngày 24 tháng 3 năm 2021 đến nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Tháng 6 năm 2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.